chứ cậu.
không rõ cua chín. Cua chín đục trơn rồi. Cua chín không hay nè. Thủy gặp túi rồi. Vô rồi. Nó lụm luôn chứ không còn bán. Rụng chưa? Mà ngộ ở đây là không có đặc biệt, nó không có dồi. Còn cái vùng trên mình là dồi hết trơn à. Còn con giờ tái đâu lột. Trước mía rồi. Cầm bớt tiếp rồi. Cầm chuối. Trước mía à. Ngon. Quá trời trái. Chuối là ăn bổ lắm. Hồi hôm mình ăn ông lỗ, ông đất. Bây giờ tới ăn chuối nữa. Ăn nhiều thứ lộn xộn vô không biết có sao hôm nay nữa. Gì chắc nó quánh lộn. Nó ăn gì bổ nấy đi. Hồi nói còn suối ba nấu cháo với nước dừa đấy. Cháo ông với nước dừa. Sáng ngày mà xả lên. Xả xuống cái YouTube dưới đây ngáp chứ. Quá trời đã. Mình tay làm hàm nhai. Mà mình cứ nhai đi rồi mình có sức mình làm. Dập chứ nó không có dầu. Ăn cho nó ăn trái cây là tại gốc. Vậy là phải ngồi xuống ngay gốc ăn rồi. Quậy okay. Đất rồi. Mà đặc biệt cái đất này á, rất là tốt. Trồng chuối trong vùng nào mà lấy cái trái gì hết trước luôn. Hôm qua đếm nãy đầu tiên 32 trái. Quá trời tốt. Mang cục này cũng tốt nè. Chúng cả mét vậy đó. Thôi dùm ăn cái này vô leo một lượt chục cái dừa luôn.